Hello các bác và anh em nhé. Trước mắt các bác và anh em, Hành Nguyễn đang tháo và giới thiệu về một cặp loa JBL có một tên là KB4042. Đồng thời cũng test cho bác Hùng ở trong Thanh Hóa. Bác Hùng là một trong vị khách khó tính. Thì em sẽ quay kỹ nhé, bác nhớ nhé. Rồi anh bảo em từng cái một ra cái. Em đã ốc rồi, thì quay cho bác xem thôi. Đây, càng khiêng nó, đây nó xịn nhé. Nó xịn. Đây là tép này, mát. Anh nhìn bằng mát nhé. Đây là má rất đẹp. Con này nó là hàng lướt nhé, chứ không phải hàng bãi đâu. Này còn thứ hai này anh nhìn đây. Rất đẹp. Thì đôi đang có giá là 21 triệu thôi nhé, không rẻ hơn được. Anh lật bát rẻ. Cái này tháo được, cái này tháo ra đây. Tháo úp lên cho các bác xem. Tép không phải tháo, dây nó hơi vướng đúng không? Rồi, còn tép nữa. Đây tép nó nhé. Cầm máy nghe đây. Đây bác nhớ tép vào nhá. Đây. Tép là 2408H. Sản xuất năm tại Mexico. Để bát nhá. Bát bao zin anh em luôn. Bật flash cho bác xem luôn nhá. Đẹp xuất sắc đây. Tất cả zin. Đấy, nhìn chưa? Phần thần đây. Mới đẹp. Đôi này em cho dùng, anh lấy cái tem dán em luôn vào đây. Lấy tem mình dán luôn vào đây. Đấy. Quả thứ hai nhá. Đây là mã đây. Mã xì vô đây. Đấy, anh nhớ mã xì nhá. Đây, con này mã xì đây. Con này dán tem. Dán sao nó cong ấy. Từ trước này. Đây, dán rồi. Cái nó xịn cho đây nào. Không bắt à? Đây không có nhìn thấy mã nhá. Đây quả hai đây. Đấy. Rất đẹp. Nhá. Xuất sắc luôn. Còn lại thì bác không chê rồi, nói chung là không chê rồi. Đấy, mã mình đẹp đây. Phần thần đây. Đấy, nhìn chưa? Mã thùng thắm coi. Đấy. Tất cả đầy đủ nhá. Rồi xin ốc nó đẹp này các bạn. Chấm đỏ luôn. Đây bát bước đây. Tất cả đẹp hết. Rồi ok. Rồi anh nắp cho em cái. Nắp xong rồi test từng quả một. Đúng dây nhé, đúng, đúng bộ dây của nhé. Thôi không phải dán rồi, thế thôi. Giờ có thể chạy. Bác chú ý nhé, bác phải đánh chết là bác phải chịu nhé. Em test thật chạy chuẩn đấy. Không anh em về lại thợ thuyền để thử lại không biết thử đấy. Cắm nó chết rồi đổ loa, riêng bác là thử hợp rất cẩn thận đấy. Bác giống như bác Đình Bình thì em đã một lần em đã biết rồi. Cho nên riêng cái này em phải quay kỹ. Tất cả mã số và kiểm tra đúng thế luôn. Không sai với nào luôn. Đấy. Cái loa này nhà em thì em còn mấy lô nhé. Đây. Quay cho bác xem này. Nó không có nhiều đâu. Đấy. Thì tại em còn vài đôi thôi. Là 4012 này. Đấy là một đôi này. Hai đôi này. Ba đôi. Bốn đôi này. Năm đôi này. Đấy. Sáu đôi. Sáu đôi. Rồi cái dòng KB612 còn mấy đôi với nhá. Đây 612. Thì là 4012. Rất nhiều. Và em tiếp tục lên sóng bắc về cái dòng loa 4655 thôi này. Anh em xem chưa? Từ sang trước. Đấy. Từ sang cống nhá. Thùng đây. 4655 nó là loa nó đánh hay hơn 825 925 nhá. Nó là sản xuất cho khối châu Âu luôn mà nhìn thùng này. Từ cái bông vàng óng luôn ạ. Gỗ dày. Thùng vuông bọc da, bạn nhìn thấy bát chưa, mã bát là 2032 như mới chưa, bác nhìn cái chất loa không biết rồi đúng không, để chọn quá là nghèo luôn. Cái loa này loa sản xuất khối châu Âu này, cái màng xinh mướt đều màng luôn, 26 triệu một cặp nhá. Loa này chưa thì hai tép này, đây dàn tép nó đây,
một dàn tép đó nhá, 4655. Rồi ZX115 này còn nhiều nhá, chung là đẹp. Đấy, anh em nào có nhu cầu alo 4732. Đấy, 4655 đó nhá, rất là đẹp đây. Hình thức đẹp, chất âm hay. Con này bát 40 từ 19-16, tép kèn to đó nhá. Ok các bác. Còn rất nhiều loa. Để cho anh em cắm chuẩn xong rồi em sẽ test luôn. Loa xuất sắc anh em nhé. Đó. Thì những dòng loa như 4655 này nó là dòng loa cực kỳ hiếm mỗi nhé. Ít thôi. Cái dòng loa này là loa sản xuất từ khối châu Âu. JBL 4655, 4 số. Sở hữu một bát 40 từ 19-16 và một tép kèn từ 14 họng 4.4. Đấy. Anh em xem này. Những xét từ mà nhìn nó còn sáng cóng đấy mà. Đúng không ạ? Con này gần như nó dùng rất ít và nó hoạt động trong môi trường tương đối là chuyên nghiệp, môi trường nó là sạch sẽ nhé, bị phòng điều hòa hết đấy, mọi thứ. Mã bát 2032 này. Đấy. Này tiếng nó anh như bom. Nói chung dòng này các anh không nghĩ rồi. Đấy, sản xuất tại Mỹ, dòng Mỹ, cổ tép mà nhìn chưa? Xuất sắc. Đúng không ạ? Tép này em đố các mua rời ngoài được không mà có. Không mà có nhá. Và những cặp loa chuyên nghiệp đây. 4655 anh em xem. Đấy, 4655. 4655. Và gặp là KB402. Thực ra nhiều anh em người ta không bán loa Mỹ ấy, thì người ta cứ đánh đồng. Đấy, đôi khi nhặt cái đôi loa anh em người ta dựng JBK042 anh em ở loa tàu, quy hết loa tàu ạ. Nó rất là buồn như vậy. Tha là anh em đánh giá liều. Còn loa xịn ấy, loa xịn thì các bác không thể mua giá rẻ được nhá. Bác mua vài triệu rồi loa xịn không có đâu. Đấy, mà nhìn cứ cái bát nó khác hẳn. Khác bọt hẳn luôn. Đây từ cái bát này. Anh em xem này. Đấy, nếu anh em là muốn mua rẻ mà cứ bán theo đúng cái loa như này nhé, đúng cái loa này. Muốn mua rẻ, bây giờ các bác em đang bán 21 triệu mà nhiều bác bảo mua 10 triệu thì bác chuyển tao đúng cái loa như này, người ta giả tiền mày thêm 1 triệu cũng được. Và nếu bác mua được chuẩn này bác chuyển cho anh Nguyễn Anh mua lại cho. Bác mua 10 triệu giả hẳn bác thêm 3 triệu cho nó vui nhé. Thế là lại lắm rồi. Anh để kia phải lên luôn đi. Nhân bán đấy, để cắm test luôn con này. Đây như em test luôn mấy nhá. Đấy, test luôn. Đấy bây giờ em test. Nó lẩy, anh test rồi. Test lẩy nhá. Đấy bây giờ nhá, nghe kỹ này. Mình em hiểu. Em thường bảo rằng tình cánh phù trông. Em cực hay rồi nhá. Tình hiểu thấu. Cực hay luôn. Cả đời này chỉ dành cho em. Tép lỗ nhá. Đây là mã của nó đây, sau đây. Đấy. Đây là gì với nhá, mà nhớ ấy. Nhớ cho em một cái. Con này em thử chạy tốt rồi. Tép ăn lỗ rất tốt rồi. Toàn bộ loa bác quá, dính nghi nhá. Bác muốn dòng hay thì bác hướng em dòng loa như Motivity nhập khẩu nhá. Con này đánh thì nó phê rồi. Chứ con này các bác biết là bàn rồi. Nó quá chất lượng nhá. Nó quá chất lượng luôn. Motivity MTB15 này nhập khẩu Italia. Là một tập đoàn lớn trên toàn quốc và trường âm thanh nhá. Và những cặp loa mã cực cao con này RX đây. Con này bát 20 họng 100 nhá. Kinh khủng luôn. Combo đây. Motivity. Em có đôi 47 Matama đẹp xuất sắc luôn. Và số 18 Bivay 4726 thôi nha. 4726 cao cấp luôn. Putin này. Mã này là cao cấp. Nó thùng gỗ bạch dương luôn nha. Một cách dán và Putin xúc hơi xuất hiện một từ gì và nhìn dàn mát của thằng 465 đẹp không? Vexo 4732 KB4012
quá phê luôn. 55 còn nhiều quá nhá. 55 còn nhiều. Với dòng loa JBL KB4122 nhé, thì cái dòng này nó rất nhiều dòng nhái, thế cho khi mà ra có mua ấy là các bác có đòi rẻ quá nhá, rẻ mà hàng xịn là không có. Đây em một cái chiếc xẻ giá mới nó tầm hơn 40 triệu, hơn 40 triệu một cặp này nhá, chứ không có rẻ đâu. Đây cả hàng rất tại China không vậy, hoặc là Mỹ hoặc là Mexico, nó đều ra đắt cả. Còn bác mua giá tầm chục triệu, mười mấy triệu. Nếu như bác mua cái loa mà tầm giá chục triệu ấy thì được. Nếu bác tốt ấy mà gặp may ấy, thì bác mua phải dòng mà loại một Trung Quốc thì đẳng cấp rồi. Đấy. Cái đây khoảng 5 năm trước em bán dòng loa như KB6012 ấy, loại một Trung Quốc bác biết rồi. Nó đẳng cấp cực kỳ luôn. Cái này dùng trăm năm hỏng luôn nhá, trăm năm hỏng luôn. Và rất nhiều anh em đang muốn dùng cái này nữa nhưng em không lấy em nhá. Đấy. Vì em bán sớm quá đâu khi các bác chưa nhận biết được. Khi mà nhận biết được ra ấy, thì lúc đấy mới là thấy loa của Hải Nguyễn nó quá xuất sắc luôn. Và nhiều bác muốn tìm mua nên em không cung cấp nữa nhé. Nhiều bác muốn mua nữa thì em không bán nữa. Ví dụ dòng 715 xịn nhập khẩu Trung Quốc ấy, nó khác bọt với hàng nóng nước nhé, dựng cá. Em bác nhớ nhé, bây em chuyên là hàng xịn và như hàng cao cấp. Khi bác biết tới nó thì bác lại phải sau một thời gian dài bác mới hiểu được. Và em phải đi sớm. Rồi, anh bê em lên nhé. Rồi em thử tiếp cái này cho bác nhé. Ở chỗ này về bác mà cắm trái tép bác đừng đổ cho em ấy. Báo cáo bác thế. Anh này ngược mẹ hơn loa rồi. Quay lên. Thì chắc nó chích ngược bên ngay. Nó xấu quá loa này. Đấy bác nhá. Đây này. Bác nhìn này em bỏ tép bác lên đầy đủ nhá. Về này. Gọi mấy ông thợ về vườn đến cắm cháy bé loa cho một lần không vậy. Cháy đang không chiêu nhá. Hoa nở trên cành mai. Đấy rồi. Đẹp mắt đầy đủ luôn. Tất cả mọi thứ hoạt động tốt. Rất tốt luôn nhá. Đấy. Thì em đã test cho bác chuẩn chỉ rồi. Từng quả một rồi nhá. Mọi thứ chạy tốt rồi. Mà thực ra bác là bác cẩn thận lắm. Em văn loa biết ai cẩn thận em biết. Mà cần chính những cẩn thận thế em nghĩ lại ai bị hỏng bởi em để ý rồi. Còn nếu bác không biết thì bác tốt nhất bác gọi người em hướng dẫn nhá. Đừng gọi thợ thuyền lằng nhằng vào là rách việc đấy. Bác nghe nhá. Tất cả lỗ tốt đấy nhá, tép bát ra đều chuẩn nhá. Lì tí một. Còn bác đánh cháy là việc của bác nhá, em kêu đâu. Đấy, còn cái loa xịn thì bác dùng 15 hoặc 25 nhưng bác không biết chứ. Cần tít cái là cháy dép thôi nhá. Hãy lưu ý như vậy. Hàng cây xanh thắm màu trên con đường ngày xưa.